Kính thưa quý vị, siêu sao điện ảnh Fast and Furious gắn ngôi sao trên đại lộ danh vọng Hollywood, tinh từ Los Angeles. Nam diễn viên trong những vai hành động táo bạo Vin Diesel bộc lộ niềm hạnh phúc và sung sướng khi được trao một ngôi sao gắn trên đại lộ danh vọng Hollywood. Đây là một sự kiện ghi nhận cho những gì đóng góp nghệ thuật cho nền công nghiệp điện ảnh của Vin Diesel. Vin Diesel tự hào bên ngôi sao gắn tên anh nằm trên đại lộ danh vọng, nơi tôn vinh những tên tuổi lớn và thành công tại Hollywood. Ngôi sao chuyên đóng những vai hành động mạo hiểm trông thật hiền lành và lịch lãm trong bộ vest đen. Trong tuần này, bộ phim mới nhất mà Vin Diesel góp mặt mang tên Riddick sẽ ra mắt khán giả hâm mộ. Đây là phần tiếp theo của bộ phim khá thành công vào năm 2000, Pitch Black, và sẽ tiếp tục được ra mắt khán giả vào năm 2004 với phần mang tên The Chronicles of Riddick. Ngôi sao gắn tên của Vin Diesel là ngôi sao thứ 2504 trên đại lộ danh vọng. Chia sẻ trong phút giây danh dự của cuộc đời, nam diễn viên cho biết 30 năm trước, nhiều người nghĩ anh chỉ là một kẻ lang thang bất tận tại thành phố New York tráng lệ này, bởi anh không tìm nổi một công việc nào để nuôi sống bản thân mình. Thậm chí, ngay cả ngoại hình dữ dằn của anh cũng khiến cho nam diễn viên này có được một ngôi sao danh vọng. Và giờ đây giấc mơ đã trở thành sự thật khi ngôi sao có tên anh được gắn trên đại lộ danh vọng của Hollywood. Sự kiện này đưa lại 2 ngày trước lễ công chiếu bộ phim mới nhất của Vin Diesel, Riddick, nơi anh đóng vai nhân vật chính. Trước đó, bộ phim Fast and Furious 6 được trình chiếu trong mùa hè năm nay đã thu về hơn 785 triệu Mỹ Kim trên toàn thế giới. Đây là một trong những bộ phim ăn khách nhất trong mùa hè năm 2013. Dự kiến phần tiếp theo của bộ phim nổi tiếng này sẽ bắt đầu thực hiện vào năm 2014. I've been hunting ready for 10 years. He's the most dangerous man we've ever tracked. Bounty's been doubled. I've come to collect your head in a box, right here. So yet again, we play for blood.